một nửa ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân đường xuôi quân ghé lại đôi lần bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bé bỏng hay mơ anh vắng nhà hoài em có nhớ. Các bạn thân mến, trong quá trình hát karaoke tại gia đình thì có nhiều người thích những dòng loa full, tức là những dòng loa đứng, và có rất nhiều người lại thích những dòng loa nằm truyền thống. Và các bạn thấy thì dòng loa nào cũng có những cái ưu điểm và có nhược điểm của nó cả. Tuy nhiên thì các bạn thấy là tất cả những cái dòng loa BMB là một trong những thương hiệu rất là lớn của Nhật Bản, đã được người Việt Nam chúng ta rất là yêu mến từ nhiều năm qua. Trong chương trình hôm nay tôi sẽ ghép và giới thiệu đến các bạn một bộ cấu hình karaoke để các bạn có thể tham khảo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Và các bạn đang nhìn thấy trước mắt là một bộ cấu hình karaoke mà tôi đã ghép sẵn và tôi sẽ test âm mạnh mẽ để các bạn cùng thưởng thức. Các bạn thân mến, các bạn có thể sử dụng thêm một loa siêu trầm. Thì các bạn đang nhìn thấy đây là chiếc loa siêu trầm Bass 40 của hãng DB Acoustic. Đây là một trong những dòng loa được anh em rất là yêu mến. Cách thiết kế Bass 40 nhưng thùng rất là gọn gàng và toàn bộ thân thùng của nó sơn bóng piano rất là sang trọng. Đấy. Bass 40 rất là gọn gàng các bạn ạ. Súp điện. Đấy. Bên này là súp cũng DB nhưng nó là Bass 30. Đấy, cũng hình thức y như vậy nhưng nó là Bass 30 có giá 6 triệu đồng. Và súp Bass 40 này đập hộp thì có giá 8 triệu đồng. Ở đây thì các bạn nhìn thấy này, đây là một chiếc đẩy. Đấy, đẩy này rất là quen thuộc các bạn rồi. Các bạn thấy đây là đẩy của DB. Đấy, đẩy của DB Acoustic. Đó là model KD1200. Các bạn nhớ nhá, đây là model KD1200 của DB Acoustic. Màu xám bạc, nhìn rất là khỏe khoắn. Và các bạn thấy là có thể đánh được những dòng BMB 2000 thì có nghĩa là không ngại những cái dòng loa full nào cả. Bass 4 tấc, 3 tấc đều có thể đánh được. Và các bạn nhìn thấy tôi dùng vang số rất là tuyệt vời, một chiếc vang có giá 3.500.000 đồng, đó là vang DB của hãng DB Acoustic ạ. Vang DB này, đẩy DB này và loa súp DB này, tức là cùng một thương hiệu. Thì đây là con vang số rất là dễ chỉnh, chỉnh tay chỉnh máy tính đều được, và chúng tôi đã cài driver sẵn rồi. Các bạn chỉ hát thôi, còn mà các bạn chỉ cần ít nhạc hay nhiều nhạc các bạn chỉ được chỉnh ở đây thôi, còn tất cả là chúng tôi đã cài đặt ở những cái chế độ rất là tuyệt vời rồi. Thì vang số này là vang số S500P, đây là S500P. Vang số này có giá 3.500.000 đồng đập hộp. Các bạn nhớ là rất nhiều nơi anh em đang bán với mức giá trên 4 triệu đấy. Và mic không dây đó là mic của hãng CAVS model T4S. Đấy, mic CAVS T4S. Một đầu thu hai tay mic rất là sáng và chi tiết. Các bạn lát nữa thấy tôi mở nhạc mạnh nhưng mà tôi hát, nhưng mà giọng hát nó rất là sáng và nét. Nhờ cái mic này nó thu rất là tốt. Và cuối cùng người phát ngôn nói theo cái cách như vậy cho nó hài thì các bạn thấy đó là cặp BMB 2000 Line New. Các bạn thấy ở trên thị trường hiện nay thì BMB có rất nhiều các model, nhưng mà các bạn thấy là những dòng 2000, 1000 này, 850 này, 450 này và 900C thì rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Các bạn thấy đây là cặp BMB 2000 Line New, tức là nó như mới vậy. Đấy. Các bạn thấy đây là những cặp mà nó sử dụng một bass 30, hai chung hai chép trên một thân thùng. Đương nhiên là tiếng nó rất là rõ nét rồi. Và những cặp này có công suất chịu đựng tối đa là 1200W một thùng. Như vậy là các bạn thấy công suất của nó rất là khủng. Cặp này có giá 10 triệu đồng. Đấy. Bạn nào thích loa đứng thì có loa đứng. Đấy, những dòng loa full của CAVS này, Bass 30 full từ Nelby này. Những cặp DK, đấy là model KH10, Bass 25 sản xuất tại Anh Quốc. Model KH12, Bass 30 cũng sản xuất tại Anh Quốc. Đấy, những cặp sản xuất tại Anh Quốc này, Bass 30 này có giá 12 triệu đồng là hàng bãi. Những cặp DK, KH10 này, Bass 25 này có giá 8 triệu đồng là hàng bãi. Rất là nhiều. Và những bạn nào mà giọng yếu ấy, mà muốn giọng của mình mạnh, nghe như là toàn giải đấy, thì các bạn có thể sử dụng cặp TB Audio sản xuất tại Mỹ, Bass 25 giá 7 triệu đồng. Bass đánh rất là đầm, chắc, trầm, sâu. Và đặc biệt là giọng hát các bạn nổi lồng lộng này. Những người giọng yếu thì dùng loa TB này không cần phải mua thêm loa tăng lời đâu. Các bạn nhớ nhá, rất nhiều người hát karaoke thấy giọng mình yếu quá thì hay mua thêm loa tăng lời. Nhưng thực tế thì các bạn nhớ là tôi đã có video clip hướng dẫn các bạn cách mà các bạn có thể biến những người hát với giọng yếu trở thành cái giọng hát cũng rất là mạnh mẽ. Thì các bạn hãy vào YouTube gõ chữ Cương Audio giọng yếu. Đấy. Hay các bạn có thể gõ chữ Cương Audio chỉnh vang, hay có thể gõ là Cương Audio ghép loa vân vân, thì các bạn sẽ thấy là tôi hướng dẫn rất là chi tiết ghép nghe nhạc cũng như ghép các dòng karaoke.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Bây giờ tôi sẽ test âm để các bạn cùng theo dõi cấu hình trước mắt. Trả lời anh yêu, không gian còn bước thời gian đi. Một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Mưa khuya răng tơ, gió khuya hưng hờ, đèn hiu hắt ngọn tương tư. Đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình nương lòng trái anh hiên ngang, đối diện mặt trời chân qua chốn nào thương chất lên ta.